Xin chào các bạn. Tấm thân 70kg này rất là thích là chạy xe côn tay nè, họ móc số đồ này kia thể thao, nhưng mà lại thích mang giày nữa. Nhưng mà hai cái này nó dính chung lại với nhau thì không được nha, bởi vì mang giày và móc số lâu dài nó sẽ bị hư cái bề mặt trên của giày, rất là nan giải luôn. Cho nên quyết định ngày hôm nay của Vinh là ghé lại shop Hai Bánh thay một cái cần số 2 chiều dành cho xe Winner X của mình. Thì cái cần số X1R dành cho Winner X này sẽ có giá là 400.000 nha các bạn. Sẽ có hai màu đen và bạc, tháo gáp rất là đơn giản luôn nha. Thì cái cần số 2 chiều này đều được sản xuất dành riêng cho cái dòng xe Winner X nha các bạn. Cho nên công đoạn tháo gáp vô cùng đơn giản, là cái phần cong ra ở đằng sau là được làm mô phỏng theo cái phần gác chân zin, bảo đảm luôn đem lại một cái sự liền lạc cho chiếc xe của các bạn nè. Ở đằng trước sẽ có một cái cục cao su, khi các bạn sang số hay là móc số gì đó nó cũng êm chân hơn. Đằng sau có thêm một cái cần nữa chìa ra để chúng ta đạp số, khi mà lên số tới thì sẽ không bị hư cái mặt dài của chúng ta nè. Vô cùng tiện lợi, một món đồ chơi giá trị mà chúng ta phải sở hữu cho chiếc Winner X của mình. Mua hàng các bạn cứ ghé trực tiếp các chi nhánh của shop Hai Bánh hoặc liên hệ với số hotline bên trong màn hình nha.